Xin chào các bạn. Trong chúng ta, ai cũng mong muốn để chăm sóc được những cây hoa phong lan luôn khỏe mạnh, xanh tốt. Cây luôn có rất nhiều nụ hoa. Những nhánh hoa phát triển liên tục. Nụ hoa được nhiều hơn. Luôn hồi sinh những chùm hoa mới. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với một cách làm rất đơn giản. Các bạn sẽ chăm sóc được những cây hoa lan luôn khỏe mạnh, lá xanh, rễ luôn tốt, cành hoa được hồi sinh. Và với cách làm đơn giản này, những cây hoa phong lan sẽ có hoa giữ trên cành lâu hơn, hoa luôn nở rộ, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Các bạn chỉ cần sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn, giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Bột nghệ có tính kháng khuẩn tự nhiên. Và trong bột nghệ có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan phát triển. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy để cho nước này nguội. Và trước khi bón bất kỳ loại phân nào, các bạn cần phải tưới nước. Và cách làm này sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây luôn được giữ ẩm. Và để như thế này trong 25 phút. Và khi cây được giữ ẩm tốt, sẽ góp phần giúp cho các loại phân bón được dễ dàng hấp thụ qua rễ. Và đây cũng là cách để giúp cho các bạn tạo được những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn lấy ra. Và đây là cách để loại bỏ chất dơ trong chất trồng, để giúp cho rễ của cây luôn được sạch. Các loại phân bón mới dễ dàng hấp thụ và tạo điều kiện giúp cho cây hoa lan sẽ không bị thối.
Các bạn có thể làm điều này mỗi tháng một lần cho hoa lan. Nó là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không có hoa và không phát triển. Sau khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn. Sau đó hãy cho nước tỏi này vào, một nguồn dinh dưỡng giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Sau đó sử dụng những miếng bông mềm các bạn hãy chăm sóc cho các chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được sạch. Và đây là dưỡng chất để giúp cho cây không bị nấm, không bị côn trùng. Dưới mặt lá này luôn có rất nhiều côn trùng. Khi các bạn làm điều này thì những chiếc lá sẽ được sạch. Nó sẽ được khỏe mạnh. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Hoa lan sẽ lấy lại được màu xanh của lá rất nhanh. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá lan này. Hoa lan sẽ được bảo vệ, khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Và với những cây hoa lan yếu ớt, thì cây sẽ lấy lại được màu xanh của lá rất nhanh. Những chiếc lá sẽ trở nên cứng cáp. Những chiếc lá non, khỏe mạnh. Các loại nấm hay là nhện, diệp, bọ trĩ thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được bảo vệ. Những chiếc lá bị vàng hoặc bị héo, cây sẽ lấy lại được màu xanh, phát triển rất tốt. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên những cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Hoa lan sẽ được bảo vệ xanh tốt, khỏe mạnh. Và sử dụng vào buổi sáng. Đến chiều, lá sẽ khô lại và cây sẽ được bảo vệ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Với những cây yếu ớt hoặc những cây thai chậu thì sẽ phát triển được rễ rất tốt. Nó sẽ giúp cho cây tăng đề kháng và hạn chế thối nhũng trên hoa lan.
sử dụng các loại phân bón, các bạn cần phải kiên nhẫn. Với những loại phân bón hữu cơ, khả năng hấp thụ cây rất chậm, nhưng khi đã phát triển thì cây sẽ bền vững. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này. Cho thêm vào 500ml nước. Sau đó các bạn tưới vào gốc của cây. Và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho rễ được bảo vệ và những cây hoa lan của các bạn sẽ xanh tốt và không bị thối. Khuyến khích các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển được rất nhanh. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Những lúc thời tiết thay đổi thì loại phân bón này luôn đem lại kết quả rất tốt, giúp cho cây trao đổi chất và cân bằng rất nhanh. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ khác để giúp cho cây được phát triển nhanh hơn. Sau đó các bạn lấy ra và để những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày, không để nắng chiếu trực tiếp. Nó sẽ làm cho những chiếc lá rất dễ bị vàng. Và với phương pháp này, hoa lan sẽ được xanh, cây rất khỏe và hoa sẽ nở rất nhiều và lâu tàn. Nó sẽ giúp cho cây luôn được khỏe mạnh, xanh tốt, không bị nấm, không bị côn trùng. Và cành hoa sẽ được hồi sinh, phát triển rất khỏe mạnh. Những cây rất yếu sẽ được hồi sinh, phát triển nhanh. Một loại phân bón tuyệt vời và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Vì phân bón hữu cơ hấp thụ rất chậm, nhưng khi phát triển cây sẽ rất bền vững. Hoa lan của các bạn sẽ được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Hoa sẽ nở nhiều, đẹp rực rỡ hơn. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề và trên kênh đã có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.